Thế nghe nè, chị trước mặt rồi lên cái clip em coi rồi cái gì em điều chỉnh lại nha. Em là cái người mà ưa gửi tiền cho chị trước á. Bye bye. Bye về nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Lại la đi. Tuy chất không, chơi lớn không? Đồ đồ chất đẹp quá chất ơi. Mừng quá, mừng rồi mọi người. Có để gì không mẹ? Chỉ có để gì thôi phải không? Chính tặng gì chất thôi, không có lấy gì mà khác mày. Cảm ơn mẹ. Mẹ là người vui đồ của gì chất nha. Nâng ăn không? Ăn rồi đem vô để ngủ lát ăn. Bỏ gì con có ăn bộ bộ á, giỡn mặt mày vậy. Hồi nãy con nói sang ra chứ không chịu sang rồi thôi. Giờ chứ ăn vô ai dám ăn. Đó ăn xong đồ rớt vô câu lại. Đâu ăn không? Ăn thôi. Lát ăn nóng quá. Ăn lát con bắt ăn gì chứ giữ không ăn đi con bỏ vô cái túi của gì chứ tiền không à. Những mẹ chặt nè. Lát ăn bình vô trọng lát ăn. Bỏ vô mình đeo vô người chứ. Đây. Bỏ cái bình vô đeo vô. Đúng rồi đấy. Thôi mình... chạy cái cày à. Đó mắt. Hồi nãy em kêu sang đi em ăn phụ cho. Không chịu. Nói ăn hết. Từ giờ ăn gì ai dám ăn nữa. Ôi trời em đủ ăn thịt cá quá trời mà cho trời ơi. Cố gắng ăn thì cho hết đi, còn không hết rồi đem về. Đó, ăn đi, bỏ tội lắm đi chết. Sáng tôi ngủ nó vô quá đám á bà. Bà cho nó vô nhà chứ dạ. Miếng thịt đó ngon á. Thôi ăn đi. Nè, ăn đi, ăn thịt đi. Rãi ăn qua, rãi ăn lại. Thôi, nó cũng ăn à bà ơi, nó cậu lồn, lần này cái gì mà không ăn. Trời, quá trời cái gì nó cũng ăn á, cái clip tôi nó còn nhai nữa. Ơi chứ hỏi cho cô đi nãy giờ cô đổ em gì chứ bây giờ chứ hỏi lại đi. Đúng rồi chị Thảo nói đúng rồi chị Thảo. Lấy bịch sẵn đi chị. Chứ không có cho bỏ. Có bịch trắng để sẵn đó. Đừng ăn rồi bạn kêu đi mua cho bà cho nó cam nè. Để cái bịch đó đây bảo ăn hết rồi thì cho chị gì ai kêu ngoan phường bắt rồi chết rồi. Trời ơi quấy đó dồn đề bị bắt rồi kêu ngoan phường bắt chết rồi. Cái gì hôm đấy em đứng em bán mà nó cứ gì nè. Chụp cái gì em muốn biết em chụp cái gì chụp lại. Đẹp trai áo vàng mua số không? Mua đi chiều chúng mua vợ 22.000 đưa 2.000 nữa. Anh đẹp trai số không? Cá sống về nước mấy anh ơi, em sống về tình yêu hương của mọi người. Mấy tờ? 22.000. Dạ, em chào anh chị ạ. Em giới thiệu về sản phẩm ở bên quán á. Đây sản phẩm em là sản phẩm chiếc quốc theo á. Bên em có vị đào, vị việt quất, vị bảo hồng và vị nho. Anh chị muốn dùng thử không ạ? Nó như một loại nước trái cây lên men vậy ạ. Nó thơm. 22.000. Đây em có hàng lẻ nè. Hồi lại 30. Cái này sản phẩm mới nó chụp vào trong kênh. Nè. Nè. Dây. Ôi ôi. Xuất sắc chứ chứ ơi.
Ừ, cái áo của vị khách hồi nãy mới cho nè cả nhà, nó rất là đẹp luôn, quá đẹp luôn rồi chứ ơi. Không đẹp với bộ, rất là đẹp luôn đó. Xích sắc nha, dài quá trời luôn á. 258 nha, làm với phường. Cá viên chiên nha, sáng có phở, chiều có cá viên chiên. 258 nha, làm với phường. Cặp anh ca lại la, lại la. Dài. Ủa, biết đâu rồi, biết tôi hết rồi. À, để chồng, để chồng. Tụi nó dục ra hết rồi. Luyện ra hết rồi. Cái gì? Luyện hết rồi. Có ai vậy? Số không gì? Trời ơi, mày cởi ăn vú coi, mày coi vú ăn chi à? Ủa gì lấy mít ra thấy nó bị ai biết trời ơi, đi không coi vú đâu à? Đâu rồi chứ? Không, coi vú ai biết tụi nó lấy á. Ai coi vú chết rồi, chết tối cho con coi ai ai, ai coi vú nói rồi. Đem đi. Trên đây luôn nè. Chết. Vậy. Ai coi vú chết nói rồi. Làm với phường 258 nha, sáng có phở, chiều có danh chiên. À gì? Lan Quế Phượng phải cầm cường, đưa con Phương lên cường, nó theo trai rồi. Sáng ăn phở, chiều mua giấy số nha. 122 cờ kia không phải hả? Đồ mới tặng. Thay liền luôn mới ghê chứ. Gì? Cảm ơn, cảm ơn. Ai chất thấy mặc bộ đồ này thấy được không? Đẹp, mẹ. Bà già, đẹp không? Nó đạp khung bờ bít bít qua. Khung bít qua. Số đi chị ơi, anh ơi, mua không? Bà đẹp, mua không? Ba đứa. Ê, cái quần mày đâu rồi, cho coi đi, cho coi cái mặt quần đâu rồi. Lan Quế Phường đây, mua số anh ơi. Anh Việt Kiều đẹp trai. Anh Việt Kiều mua số ông đẹp trai quá trời. Mời cả cúng cá heo nè. Con chơi nhà nước con. Mua giùm đi, giúp nghèo. Chơi nhà nước con. Kệ, giúp nghèo đi, cho anh cái ghế để đồ ăn rồi. Hai cờ ha. Hai tờ may mắn đi con. 22 ngàn cá. Mời là ca bán cá với heo đắt lắm á. Khanh Kiều, cảm ơn. Vậy. Ơi, Khánh ơi, xe ngon phà chị má để trong hẻm núp già Khánh mày á. Chạy không kịp với má. Lũ má nó chả không quen má làm sao. Con cá mời chúng con cá 22 ngàn. Đẹp trai số không? Trời ơi buồn quá. Mua đại đi. Chết nhìn nhìn cười cái gì chứ ơi. Gì? 2 triệu không thấy đường. Bên bệnh viện á. Đây nghe chết rồi, chết rồi. Trời ơi. Số tiền lớn vậy chạy luôn sao trời. Hả? Đưa số tiền lớn quá. Thiếu cô 2.000 nha. Nè đủ rồi nè. Thiếu 2.000 đi. Ê đâu mà tha cắn lại cái vớt tim luôn á. Ha. Anh nào mua? YouTube lâu lắm bây giờ mới được ngồi gần đây nè ông nội. Xuống này luôn hả? Ờ, muốn lấy con nào? Con này gì vậy? Con cá, mời tao cúng cá đó. Nó bay mất luôn rồi nè, gần mất rồi đó, bắt đầu mua trái cây. Là... mua bông đi trả lễ, ông chùa ham mà cũng nói á. Gì? Xong lấy hết đi.
con trăm ngàn à, trừ lại. Đây đủ xài rồi. Ơi, con trăm ngàn lâu lâu cũng mua lần mua đại luôn đi bỏ lại uổng. Mời ta cũng cá heo. 55 ngàn. Đó mua đại đủ trăm đi, và lâu lâu giái chồng chúng đi đường cờ nữa nè. Chồng hên. Rồi chơi luôn. Đó thấy không? Hên hơn. Cảm ơn cạch ca lại la lại la. Cảm ơn đâu ở lấy cây ba vuông cùi ông bị đòn không? Lại cùi nè, cùi chung luôn. Cô đại lý á.